Thưa quý vị, ngày 4 tháng 7, thông tin từ Bộ Công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc, nguyên phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, ông Lê Quang Vinh, bí thư huyện ủy kiêm chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ngoài ra, các ông Huỳnh Lương Thiện, chuyên viên phòng đầu tư và quy hoạch xây dựng thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Thọ, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam và Trương Văn Ri, nguyên phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam, kiêm giám đốc chi nhánh công ty tại tỉnh Bình Thuận cùng bị khởi tố về tội danh trên. Theo Bộ Công an, các quyết định nêu trên nằm trong quá trình cơ quan cảnh sát điều tra xác minh các vi phạm trong vụ án, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, do Công ty Cổ phần Rạng Đông làm chủ đầu tư. Đây là diễn biến mới khi Bộ Công an mở rộng điều tra sai phạm tại dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, do Công ty Cổ phần Rạng Đông làm chủ đầu tư mà Bộ Công an đã khởi tố từ năm 2023. Sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nhà của 5 bị can.